Thưa quý vị, sáng nay 9 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Phiên họp tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm, các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 11 và từ nay đến cuối năm. Tháng 10 và 10 tháng năm 2024, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,78%, tỷ giá lãi suất nhìn chung ổn định, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Xuất khẩu tháng 10 tăng 4,4% so với tháng 9 và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng tăng 14,9%, thu ngân sách nhà nước tăng mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 97,2% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong khi đã miễn giảm gia hạn 149,1 nghìn tỷ đồng thuế phí lệ phí. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt 52,29% kế hoạch, thu hút FDI đạt 27,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9%, cao nhất từ năm 2019 đến nay. Vốn FDI thực hiện đạt 19,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,8%, cao nhất trong 5 năm qua. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực. Tháng 10 có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 29,1% so với tháng 9 và tăng 7% so với cùng kỳ. Nhiều tổ chức, chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai 6 nhiệm vụ lớn, thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai, nhất là bão số 3. Chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 với số lượng tài liệu kỷ lục, tập trung xử lý các dự án yếu kém, tồn đọng kéo dài, cơ bản xử lý xong 12 dự án thua lỗ yếu kém và giải quyết các vướng mắc với 2 dự án bệnh viện, một số dự án điện, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu của năm 2024, 5 năm và thực hiện nhiệm vụ tiểu ban kinh tế xã hội, xây dựng văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Thủ tướng yêu cầu luôn chủ động, tích cực phản ứng chính sách kịp thời, có các kịch bản điều hành với mọi tình huống. Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành tất cả các mục tiêu của năm 2024, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP. Nếu quý 4 đạt khoảng 7,5% thì cả năm sẽ đạt hơn 7%, gần gấp đôi so với mức trung bình của ASEAN và thế giới. Những cơ chế chính sách giải pháp đột phá để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm mới các động lực tăng trưởng cũ, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Thủ tướng nêu rõ tăng trưởng GDP là chỉ tiêu rất quan trọng, giúp tăng năng suất lao động. Thủ tướng cũng đề nghị rà soát các công việc phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, trong đó có việc chuẩn bị tốt hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, công tác tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước sắp tới, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng vào cuối năm 2024 và những ngày lễ lớn trong năm 2025.